vị và các bạn thân mến, chuyên mục Cung đàn quê hương hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức ba điệu Nam Xuân, Nam Ai, Đảo Ngũ Cung, nhạc tài tử Nam Bộ qua tiếng đàn của nghệ sĩ Huỳnh Khải và nghe ông giới thiệu về ba điệu nhạc này. Là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ở những chương trình trước, chúng tôi đã có dịp giới thiệu một số bản nhạc tài tử Nam Bộ do nghệ sĩ Huỳnh Khải thể hiện như bản nhạc Giang Nam Cửu Khúc, Văn Thiên Thường. Để quý vị và các bạn hiểu hơn về các bản Nam Xuân, Nam Ai, Đảo Ngũ Cung, chúng ta cùng nghe nhạc sĩ Thạc sĩ Huỳnh Khải, trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đôi nét về bản nhạc này. Mời quý vị cùng nghe. Bài Nam Xuân, Nam Ai, Đảo Ngũ Cung, mỗi một bài như vậy đều có 68 câu. Tuy nhiên ở trong đây chúng tôi cũng dựa theo các cụ xưa, người ta trích ra 3 lớp, tức là mỗi một bài Nam Xuân, ví dụ lấy Nam Xuân ra đờn 8 câu, rồi cái để chuyển hơi Ai để đờn 12 câu Nam Ai, rồi sau 12 câu Nam Ai đó chuyển qua đờn Đảo Ngũ Cung thì gọi là Liên Nam, mà Liên Nam đờn 3 lớp. Xuất xứ của ba cái bài này là từ nhạc lễ Nam Bộ, người ta gọi là mở nhịp ra để làm ra tài tử. Tức là khi điệu nhạc tài tử này phổ biến thì công chúng đưa nó vô trong 20 bản tổ. Riêng ba Liên Nam là Nam Xuân, Nam Ai, Đảo Ngũ Cung này thì trong nhạc tài tử chơi rất là nhiều, nhưng mà trên sân khấu cải lương thì không có sử dụng như vậy. Sân khấu cải lương người ta sử dụng từng lớp riêng. Ví dụ như Nam Xuân, Nam Xuân là người ta có một cái điệu nhạc vui tươi, thanh thản, giống như là nhàn tản đi du ngoạn hay là du lịch một chỗ nào để ngắm cảnh xem trăng đó, người ta dùng cái điệu nhạc để diễn tả như vậy. Thì trong sân khấu cải lương người ta sử dụng điệu nhạc Nam Xuân để nói lên một cái sự tỏ tình, hoặc là kể lại một cái câu chuyện gì mà nó không phải vui lắm mà cũng không phải buồn lắm, tức là không phải vui mà không phải buồn. Ở trong nhạc tài tử cải lương thì có một cái bài Nam Xuân người ta khó có xếp loại nó là vui hay buồn, nó không phải vui mà không phải buồn. Còn Nam Ai, Nam Ai thì điệu nhạc của nó buồn, nhưng mà buồn một cách không phải như là Tứ Đại Quán. Tứ Đại Quán người ta nói là buồn hoài cổ, tức là cái nỗi buồn đó đã xảy ra rất là lâu, ví dụ như xảy ra là 1 năm, 2 năm, 10 năm, nhưng mà bây giờ nó dai dẳng với con người ta, người ta diễn tả như vậy. Còn Nam Ai thì là một cái diễn tả một cái nỗi buồn như là buồn tức thời, ví dụ như là một cái biến cố nào xảy ra là người ta dùng cái bài Nam Ai để diễn tả. Thì trên sân khấu cái lương người ta dùng Nam Ai này cũng diễn tả cái nỗi buồn rất là sâu. Còn bài Đảo Ngũ Cung như tôi đã nói lúc nãy, nó cũng xuất xứ từ nhạc lễ, nhưng mà trong nhạc lễ người ta không có gọi là Đảo Ngũ Cung mà ta gọi là Bùa, tức là bài Đảo Bùa. Bài Đảo Bùa đó là một trong những cái khúc nhạc để kết thành một cái tuần, mà tuần đó người ta gọi là tuần quả phẩm. Thì người ta trong cái cúng tuần đó người ta đưa cái bài Bùa vào. Khi bài Bùa mở nhịp ra thành bài Đảo Ngũ Cung để sử dụng trong nhạc tài tử thì nó được 68 câu. Trên sân khấu cải lương người ta dùng cái bài này để diễn tả những cái tình huống như là, mình có thể nói là một cách dễ hiểu là giống như là đấu với nhau, đấu lý với nhau, hoặc là triết lý. Thì trong điệu nhạc nó cũng vậy, ví dụ như là
hết cái câu 1 qua câu 2 thì cái câu 2 lại có hai cái nhịp nhạc, nó đối lại hai nhịp nhạc của cái câu lẻ ở trên là câu 1. Rồi hết câu 3 rồi thì đầu câu 4 lại đối nhạc lại, tức là nó đối thành từng cặp. Câu lẻ trước rồi câu chẵn sau là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từng câu nó đối với nhau vậy. Do đó người ta khi ta viết văn ở trong nhạc tài tử hay là trong sân khấu cải lương, người ta cũng dùng đối giống như vậy đó. Thì đặc biệt là cái bài Ống Cung là tính chất như vậy. Qua những lời giới thiệu của nhạc sĩ Huỳnh Khải vừa rồi, giúp chúng ta phần nào hiểu hơn về các bản Nam Xuân, Nam Ai, Đảo Ngũ Cung, để quý vị thêm hiểu và yêu thích loại hình âm nhạc tài tử cải lương Nam Bộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những bản nhạc khác trong chuyên mục Cung đàn quê hương. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức lại phần hòa tấu ba bản Nam của nhạc đơn ca tài tử, còn gọi là Liên Nam, Nam Xuân, Nam Ai và Đảo Ngũ Cung, do nghệ sĩ Huỳnh Khải đàn kìm, nghệ sĩ Nguyễn Thành đàn cò, nghệ sĩ Hải Phượng đàn tranh cùng trình tấu. Thank you.
Chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Kim Anh biên soạn, 15 phút dân ca và nhạc cụ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.